chào các bạn. Hà Thương rất vinh dự khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knews 24 giờ. Và hôm nay có những tin tức gì nổi bật? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Quãng thời gian tân binh thường là những ngày gian khổ nhất đối với các nhóm nhạc K-pop. Song có không ít các idol group đã được công chúng nhớ mặt đặt tên ngay từ thời điểm debut nhờ phong cách ấn tượng và âm nhạc chất lượng. Blackpink ra mắt từ năm 2016 với hai ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp là Whistle và Bumbaya. Chỉ sau 13 ngày ra mắt, nhóm đã giành top 1 đầu tiên trong sự nghiệp với ca khúc Whistle. Hiện tại thì dù comeback rất nhỏ giọt, nhưng Blackpink vẫn là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop. Winner debut từ năm 2014 và chỉ mất 10 ngày để được chiến thắng đầu tiên vào ngày 21 tháng 8 năm 2014. Ca khúc MT là bài hát giúp các chàng trai đạt được thành tựu này. TXT xuất hiện lần đầu tiên với tư cách là một nhóm nhạc idol vào ngày 3 tháng 3 năm 2019 và có chiếc cúp đầu tay với ca khúc chủ đề Crown ngày 12 tháng 3 năm 2019. Gánh trên vai tên gọi em trai của BTS, TXT gặp rất nhiều áp lực. Rất may nhóm cũng đang làm tốt và được công nhận là một trong những tân binh nổi bật nhất năm ngoái. ITZY đã ra mắt vào ngày 12 tháng 2 năm 2019, đã có mở màn thành công toàn diện với Da La Da La. Nhóm giành cúp đầu tay ngày 21 tháng 2 năm 2019. Ice One bước ra từ show Sống Còn Produce 48, Ice One nhận rất nhiều sự quan tâm từ đông đảo công chúng. Vì vậy mà không có gì bất ngờ khi mà các cô gái nhanh chóng có được chiếc cúp chưa đầy 10 ngày ra mắt với Live VN Rose. Miss A dù không được quảng bá rầm rộ trước khi ra mắt, nhưng cái tên Miss A đã để lại dấu ấn không thể phai nhòa trong lòng công chúng khi mới debut với Bad Girl, Good Girl. Ca khúc này thành hit bự trong năm 2010 và đưa tên tuổi các cô gái thành những ngôi sao sáng giá trong ngành giải trí. Các cô gái nhà JYP chỉ mất vỏn vẹn 21 ngày để có được chiến thắng đầu tiên. WANNAONE khỏi phải nói, show Produce 101 mùa thứ 2 đã hot thế nào trong năm 2017, biến 11 chàng trai WANNAONE chiến thắng thành siêu sao chỉ trong một thời gian ngắn. Ca khúc debut của họ đã đạt top 1 trên sân khấu âm nhạc hàng tuần sau 9 ngày phát hành. 21 năm 2009, YG đã cho ra mắt một nhóm nhạc nữ đầu tiên có tên là 21. Các cô gái đã đốt cháy sân khấu với ca khúc Fire siêu catchy và đậm chất hip hop. Nhờ vậy mà 21 đã giành chiếc cúp đầu tiên sau 8 ngày debut. X1 chính là nhóm nhạc lận đận và đen đủi nhất năm 2019. Vào thời điểm debut, boy group này đã phải chịu búa rìu dư luận vì scandal gian lận phiếu bầu của Mnet và CJ trong quá trình sản xuất Produce X101. Song nhờ lượng fan đông đảo, X1 đã kịp giành chiếc cúp đầu tiên với Flash sau 6 ngày ra mắt. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp trong ngày của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.